Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hào Audio. Và để tiếp tục cái chuỗi video giới thiệu những cái sản phẩm âm ly cao cấp để gửi đến các bác đam mê cũng như là yêu âm thanh thì hôm nay em lại có thêm một cái siêu phẩm cực kỳ là hay và rất hiếm gặp ở trên cái thị trường Nhật và cả cái thị trường Việt Nam để giới thiệu đến các bác. Và cái sản phẩm này thì rất đáng để cho các bác sở hữu và sưu tầm. Điều đặc biệt là cái chất âm của em này thì cực kỳ là hay, rất thuyết phục các bác. Và cũng có thêm một điều em nghĩ rằng là đặc biệt ở trên em này là em này được thiết kế, được design quá là đẹp các bác nhá. Quá là đẹp. Có lẽ đây là một trong những chiếc âm ly bóng đèn đẹp nhất của hãng cho đến cái thời điểm hiện tại. Và cái sản phẩm này thì đến từ cái thương hiệu Lachman đến từ Nhật và có cái tên mã model là Lachman MQ88. MQ88 thì lần đầu tiên thì được hãng giới thiệu vào cái tháng 5 năm 2004. Và Lachman thì là một cái thương hiệu với một cái bề dày kinh nghiệm sản xuất các cái thiết bị về audio thì hãng thì cũng được thành lập vào cái năm 1925 và có đủ cái tự tin là sản xuất ra những cái chiếc âm ly bóng đèn có cái khả năng sử dụng trong một cái quãng thời gian rất là dài. Và cái điều đó thì được chứng minh bằng cái quãng đường phát triển cũng như là các cái sản phẩm mặc dù là đã trải qua cái quãng thời gian dài sử dụng nhưng mà máy vẫn hoạt động tốt và vẫn được nhiều người chơi săn đón, tin dùng và sử dụng, đúng không ạ? Mặc dù là cái quãng thời gian gần đây thì hãng đã chuyển qua sản xuất các cái dòng âm ly bán dẫn để cạnh tranh với lại cái thị trường cũng như là cái nhu cầu của cái người tiêu dùng. Nhưng mà với cái kinh nghiệm sản xuất các cái dòng âm ly bóng đèn thì đã thôi thúc hãng sản xuất và thiết kế ra một cái dòng sản phẩm cao cấp cũng như là hoàn hảo hơn nữa để phục vụ cho cái người chơi audio. Thì kết quả là sau 11 năm đốt thời gian nghiên cứu các bạn. Sau 11 năm đốt thời gian nghiên cứu thì hãng đã cho ra CL88 và MQ88 để phục vụ cho cái người chơi audio được tốt hơn. Thực sự là cái quãng thời gian 11 năm thì thực sự là quá là dài. Nhưng mà cái chất âm của CL88 và MQ88 mang lại thì thực sự nó đã thuyết phục hoàn toàn cái người chơi audio. Cái chất âm của âm ly bóng thì thực sự nó đã quá là hay rồi, đúng không ạ? Các bác chơi audio thường có những cái câu chuyện vui rằng là chơi cái dòng ni bóng này, đèn này rồi thì nó như là một cái cơn nghiện đấy. Các bác chơi cái loại bóng L34 thì nó chỉ dừng lại ở cái loại nghiện là nghiện hút thôi, đúng không ạ? Nhưng mà đã chuyển qua cái đoạn KT88 rồi thì nó dường như nó chuyển qua cái giai đoạn trích rồi, khó, rất cực kỳ khó để bỏ. Đấy. Lachman MQ88 thì sử dụng 4 bóng KT88 và 2 bóng là ECC83S và 2 bóng là 12BH7A sẽ cho các bác cái công suất là 40W với trở kháng là 8 ohm cho một kênh, 50W với trở kháng là 6 ohm cho một kênh các bác nhá. Đấy. Và sau đây thì em xin được tháo cái chùm này ra để giới thiệu cho các bác có cái nhìn gọi là khách quan hơn về cái sản phẩm của ngày hôm nay các bác nhá. Em đã tháo sẵn 4 con ốc ở hai bên này ra rồi. Đấy. Mặt này thì cũng được làm bằng cái tấm, em nghĩ là tấm lốc các bác nhá. Nó màu trắng hết ạ. Lốc rất là dày. Đấy. Đầu tiên là các bác sẽ có một cái lúm volume sẽ được đặt ở dưới cùng này các bác nhá. Tiếp đến là em này thì được design với một cái tấm phay nhôm thì nó cực kỳ là dày các bạn, lên tới hơn 1 phân cơ, rất là dày. Và phía bên tay trái ngoài cùng em sẽ là cái nút volume và bên dưới đây thì sẽ là cái logo chữ ký Lachman của hãng và ở đây thì sẽ là cái thương hiệu gọi là logo mã sản phẩm của hãng là MQ88. Ở phía chính giữa thì sẽ là cái đồng hồ nhưng không phải là đồng hồ VU các bạn. Đây là cái đồng hồ bias để các bác chỉnh bóng, đúng không? Các bác tự các bác cân chỉnh bóng ở nhà được, các bác sẽ ấn vào những cái nút này, đúng không ạ? V1, V2, V3, V4 để chỉnh cho hai bên, đúng không ạ? Đấy, các bác ấn vào đây, vừa ấn vừa chỉnh sao cho cái kim này nó nằm ở chính giữa cái vạch xanh này thì là được. Nếu như mà nó ở phía dưới này hoặc là bên trên bên này thì các bác sẽ vặn cái tô vít vào đây ạ. Vặn cái tô vít vào đây để vừa ấn vừa căn chỉnh, đúng không ạ? Và bên tay bên phải này thì sẽ là cái logo của Lachman, đúng không ạ? Bóng đây. Đấy. Phía dưới này thì cũng sẽ là cái logo Lachman của hãng cũng như là cái mã hiệu. Đấy, MQ88 series 1018 rất đẹp. Và em này thì sử dụng các bác chỉ có thể kết nối được với một cặp loa duy nhất thôi và các cái cầu loa này thì cũng đều được mạ vàng tiêu chuẩn của hãng rồi, là dùng cái dạy cầu loa đấy mới, đúng không ạ? Các bác duy nhất chỉ có hai cái đường kết nối vào duy nhất, đó là Variable hay là Direct. Với Direct thì các bác sẽ kết nối
với lại CL88. Đấy, thì các bác sẽ chỉnh giúp em cái công tác ở đây đúng không ạ? Direct hoặc là variable đúng không ạ? Variable thì các bác sẽ chơi trực tiếp với lại CD đúng không ạ? Đây thì này sẽ là cái tiếp âm, tiếp mát thôi. Máy cực kỳ là đẹp không nhá. Đấy. Variable thì các bác sẽ có thể là căn chỉnh được volume ở trên em này, nhưng mà với chơi direct thì các bác chơi thẳng sẽ không có căn chỉnh được volume ở trên này. Vì vậy mà trên sách của hãng thì đã được viết cực kỳ là rõ rồi. Đấy, các bác quan tâm thì vui lòng tham khảo thêm để có cái cách nhìn khách quan nhất về cái sản phẩm này hôm nay các bác nhá. Hôm nay thì về hàng thì sẽ có dây nguồn zin và cũng như là cái catalog của hãng đúng không ạ? Đấy. Một cái máy second hand mà các bác để ý giúp em nhá, second hand mà cái bóng thì vẫn còn trong nguyên như là chưa sử dụng đúng không ạ? Đấy. Một cái mặt hàng second hand, đặc biệt là cái dòng âm ly bóng này thì trước khi các bác mua cái dòng sản phẩm ấy thì các bác để ý giúp em là cái bóng này đã bị đen chưa, đã bị hoen ố chưa đúng không ạ? Hoen ố chứng tỏ rằng là bị đen đấy thì đã chứng tỏ rằng là cái quãng thời gian sử dụng rất là dài rồi. Buộc các bác cái chất âm nó đã bị xuống rồi, buộc lòng các bác phải thay đúng không ạ? Cái bộ bóng này thì trên thị trường thì có mức giá khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một tí đúng không ạ? Đấy, em này thì gần như chưa có qua sử dụng các bác nhá. Duy nhất có điểm trừ một xíu ở đây ạ. Một xíu ở đây và thêm một xíu nữa ở đây. Còn đâu là hết rồi các bác nhá. Đấy, với cái mức giá chỉ có 68 triệu thôi ở trên thị trường thì hiện tại thì em này thì có cái mức giá ngoài 70 triệu các bạn. Đấy, bên Sốc Thanh Hà Audio thì luôn luôn có cái mức giá dễ chịu, dễ thở nhất để cho các bác chơi audio được thoải mái nhất đúng không ạ? Và các bác quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua fanpage các bác nhá. Về cái chất âm của MQ88 thì thực sự nó quá là hay. Các bác có thể phối ghép được với hầu hết các cái dòng loa của JBL cũng như là Tannoy hay BVK. Em này thì các bác có thể phối ghép được với lại các cái dòng loa của JBL Bass 40. Đấy, Bass 40, những cái dòng loa sử dụng bóng L34 hay là L84 thì không thể các bác phối ghép được với lại các cái dòng loa sở hữu cái bát gọi là bát 40 rồi đúng không ạ? Nhưng mà với KT88 thì các bác có thể là ăn sống được các cái dòng loa bát 40. Đấy, chất âm thì tiếng bát cực kỳ là đầm ấm, rất là hay. Và em này thì cái giải trung và cái giải cao nên cao mà nó đẹp, đẹp lắm ạ. Không có hiện tượng lùng bùng hay là cũng không có cái hiện tượng bị chói, rất là ấm, rất là tĩnh, rất là sạch. Đấy, một cái chiếc máy thực sự là rất đáng để cho các bác chơi các bác nhá. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.